Thưa quý vị, mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã chính thức mở bán dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đợt 4, tọa lạc tại thành phố trẻ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với nhiều tiềm năng sinh lời. Dự án đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư. Là dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan nổi bật ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, Cát Tường Phú Hưng sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ, hài hòa từ tổng thể đến từng chi tiết. Ngôn ngữ thiết kế chủ đạo là màu xanh thiên nhiên gắn kết cùng kiến trúc phương Tây tinh tế sang trọng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với 4 phân khu chính gồm khu phố thương mại Phú Khang Thịnh, khu phố thương mại Phú Thiên Kim, khu phố thương mại Hưng Ngân Phát và khu phố thương mại Hưng Gia Vượng. Trong đợt này, chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường các sản phẩm đất nền thuộc khu phố thương mại Phú Thiên Kim với các tiện ích chất lượng như trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, chợ đêm Phú Thiên Kim, đáp ứng các nhu cầu giáo dục, mua sắm, thư giãn. Theo chia sẻ của đại diện tập đoàn, trải qua 3 đợt mở bán trước đây, dự án Cát Tường Phú Hưng đã bán ra thị trường hơn 3.000 sản phẩm đất nền và tính đến thời điểm hiện tại, mức độ sinh lời của dự án dao động từ 15 đến 30%. Do đó, ngay trong đợt mở bán thứ tư này đã thu hút hơn 2.000 khách hàng và nhà đầu tư tại Bình Phước, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tham dự. Cứ mỗi đợt công bố như thế thì cái mức độ mà tăng trong cái lợi nhuận, cái biên độ lợi nhuận của khách hàng thì nó khoảng 5 đến 10% tùy vị trí. Thì tính tới 3 đợt, đợt này thứ tư thì cái biên độ sinh lời thì tầm 15 đến 30% tùy theo vị trí. Và đây là một trong những cái giai đoạn đầu trong cái quá trình đầu tư hoàn thiện cái hạ tầng cơ sở và các cái công trình tiện ích phục vụ cho cư dân. Thì khi hoàn thành chắc chắn dự án nó cái tỷ suất sinh lợi nhuận không dưới 30%. Đại diện tập đoàn cũng khẳng định không chỉ là một trong những dự án trọng điểm của công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường, mà khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng còn là dự án trọng điểm tại thành phố trẻ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hiện nay nên được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Những tiện ích nội khu của dự án vừa phục vụ nhu cầu sống hiện đại đẳng cấp cho cư dân, vừa phục vụ đời sống tinh thần giải trí cho người dân tỉnh Bình Phước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của toàn tỉnh Bình Phước.